Xin chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay kênh InvestTB sẽ hướng dẫn các bạn cách tính số lượng Pi các bạn kiếm được từ việc mời được một người tham gia dự án đảo Pi Network dưới cái mã mời của các bạn, hay còn gọi là một rep đảo ấy. Thì một rep đảo khi tham gia đảo Pi sẽ cho các bạn nhận về được bao nhiêu Pi, sẽ được tính theo công thức từ trong cái app đảo Pi của các bạn. Có thể vào app đảo Pi và nhìn thấy cái công thức này nó hoàn toàn rõ ràng. Thì cái con số mà các bạn kiếm được bao nhiêu Pi ấy, nó sẽ là cái con số được tổng hợp từ ba cái yếu tố, đó là tốc độ đào cơ sở này, booster này là cái phần các bạn cam kết khóa Pi trong bao nhiêu lâu, và cái trọng số cuối cùng là phần thưởng. Phần thưởng đây chính là việc là các bạn đã tuyển được rep đào Pi dưới mã mời các bạn ấy. Thì cái trọng số đầu tiên là tốc độ đào cơ sở, ở tháng 4 này chúng ta đang có cái tốc độ đào cơ sở là 0.0115035 Pi trên giờ đó. Và cái trọng số thứ hai là cái trọng số các bạn cam kết khóa Pi trong bao nhiêu lâu. Cái con số này thì xin thưa các bạn rằng nó sẽ không chính xác với từng cá nhân một. Mình đang lấy ở đây là cái cam kết khóa thấp nhất. Thì các bạn có thể nhìn vào đây, các bạn có thể nhìn vào cái cam kết khóa của mình với tỷ lệ khóa là mình để thấp nhất luôn để xem là trong trường hợp thấp nhất mình sẽ nhận được bao nhiêu Pi từ cái việc tuyển một rep đào. Tỷ lệ khóa mình khóa 25%, thời gian mình cam kết khóa là chỉ có 2 tuần thôi. Và cái con số 6.2% này nó sẽ không đúng với bất kỳ một ai cả, bởi vì mỗi người sẽ có một cái quá trình khai thác Pi khác nhau. Ví dụ các bạn nhìn ở phía dưới để làm sao mà ra được cái con số 6.2% này, nó sẽ là 25% này nhân với lại 10 là cái tốc độ đào này đấy, và nhân với lại cái lốc của cái quãng thời gian các bạn đã tham gia dự án Pi này. Thì mình đã tham gia cái với tài khoản này là 301 phiên, thì nó sẽ lấy cái con số lốc của 301 phiên đấy và nhân với hai cái con số ở phía trên, tỷ lệ khóa và thời gian khóa. Đó, thì do vậy là cái con số này nó sẽ không đúng với bất kỳ một cá nhân nào cả. Có người thì tích cực khai thác, có người thì thỉnh thoảng mới khai thác. Do đó cái con số này nó sẽ không chính xác và không cố định với bất kỳ một tài khoản nào cả. Nó sẽ thay đổi các bạn nhé. Ví dụ ngày hôm nay sẽ là 6.2% với cái tỷ lệ khóa và thời gian khóa này, nhưng ngày mai nó sẽ khác, sẽ là 6.2 mấy mấy chẳng hạn, bởi vì cái lốc này nó sẽ thay đổi, bởi vì mình đã thêm một phiên nữa. Rồi, cái này nó không cố định. Đó, nhưng mà mình sẽ lấy con số thấp nhất để ra, để mình hình dung được nó chi tiết, nó cụ thể hơn. Rồi tiếp theo, cái trọng số cuối cùng là cái trọng số phần thưởng. Thì ở đây mình bỏ qua tất cả các yếu tố, ví dụ như là sử dụng trình duyệt Pi, sử dụng có các bạn có chạy nốt Pi hay không, thì mình chỉ lấy một con số duy nhất là một rep đào và cái phần thưởng khi mà mình đã hoàn thiện cái vòng tròn bảo mật. Đó, thì là 1.25. À đây, phần thưởng thưởng chứ. Thưởng khi mà bạn đã là người tiên phong. Đó, nhầm. Phần vòng tròn bảo mật thì nó không nằm ở đây, không nằm ở phần ở cái trọng số phần thưởng, mà là ở cái trọng số khóa ở phía trên cơ. Đấy, 1.25 có được là do bạn đã là người tiên phong khai thác trong giai đoạn mà mạng Pi vẫn chưa open mainnet, và cái thứ hai là bạn tuyển được một rep đào thì được thưởng 0.25. Đấy, thì tổng vào thì ra cái trọng số là 1.25. Nhân 3 cái con số này vào, chúng ta sẽ ra cái tốc độ đào cơ sở, tốc độ đào kiếm được Pi từ một rep đào các bạn tuyển được. Nó sẽ là 0.00089152125 Pi trên giờ. Đấy, các bạn thấy nó rất là thấp. Và trong 24 tiếng, nếu mà rep đào này khai thác trọn vẹn một cái phiên khai thác, thì các bạn sẽ có được là 0.02139651 Pi trên một ngày với cái rep đào của các bạn tuyển được. Và trong một tháng thì các bạn chỉ thu về được là 0.64189535 Pi trên tháng. Đấy, trong trường hợp là rep đào của bạn có khai thác liên tục trong một tháng chứ. Đó. Thì các bạn nhìn vào con số này có thể thấy được điều gì, đó là việc kiếm Pi bây giờ không còn là một việc dễ dàng và có thể kiếm được nhiều nữa. Mình phải nhấn mạnh với các bạn rằng là cái con số này nó chỉ là một con số tượng trưng, bởi vì khi mình đã cam kết cái phần khóa Pi booster này rất là thấp đấy, ở phần thấp nhất
Các bạn có thể cải thiện bằng việc các bạn khóa pi trong thời gian dài hơn, với tỷ lệ pi các bạn khóa nhiều hơn thì cái con số, cái trọng số booster này nó sẽ được đẩy lên cao hơn, và khi đấy thì cái con số mà bạn kiếm được pi tổng hợp lại ở dưới này nó sẽ cao hơn một chút. Đó thì đấy các bạn xem, chúng ta có một cái con số ước lượng về cái việc tuyển một rep đào pi trong giai đoạn này sẽ kiếm được bao nhiêu pi cho mình, cho bản thân mình, không cao phải không các bạn. Trong clip tiếp theo mình sẽ có một cái một cái bảng tính dựa trên một cái cách kiếm pi khác, đó là từ việc chạy pi nốt. Thì mình sẽ so sánh hai cái cách kiếm pi từ việc tuyển rep đào và việc tuyển và việc đầu tư chạy pi nốt thì cái nào sẽ kiếm được nhiều pi hơn. Các bạn có thể đăng ký like, đăng ký kênh mình để có thể nhận được những cái thông tin cập nhật mới nhất, và cũng như là những cái thông tin cập nhật trong cái cách thức kiếm pi như thế nào để có thể kiếm được nhiều pi nhất các bạn nhé. Ok, clip ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và xin hẹn gặp lại.